Câu hỏi tiếp của bạn Nick Facebook Công Tráng. Con kính bạch Thầy, con đã quy Tam Bảo ở chùa mình. Bây giờ, con muốn bốc bát hương thờ Phật tại nhà nhưng con ở tận trong Đắk Lắc không có điều kiện để thỉnh quý Thầy vào làm lễ. Vậy con xin hỏi Thầy là con phải làm thế nào ạ? Con xin Thầy cho con biết cách thức chi tiết để con có thể lập bàn thờ Phật tại nhà được cung kính nhất ạ. Con xin chiên Thầy thì bạn công tráng này bạn nói về cái việc thờ phật thì kính thưa đại chúng cái việc phụng thờ phật là quyền của mỗi chúng ta chúng ta kính ai chúng ta thờ người đó à, cái đấy là quyền và chúng ta hoàn toàn có thể tự mình lập ban thờ được tự mình có thể lập ban thờ được cái, cái quyền lập ban thờ không phải dành riêng cho chư tăng hay dành riêng cho ông thầy nào cả không phải chúng ta có quyền lập ban thờ được hết nha à? có chúng ta với đầy đủ tâm thành kính và thờ cho đúng nghi thức là được thế thì à, ở đây thầy hướng dẫn để cho bạn tráng này bạn đi thờ thì bạn thỉnh bát hương và mua bát hương về mua cho rồi cốt bát hương có thể là cho hoặc là cát gì cũng được miễn là nó sạch sẽ về thì bao sái tẩy rửa bát hương cho sạch rồi mua cho cái cốt ở đây gọi là thất bảo đấy thì có thất bảo cũng được không có thất bảo cũng không sao cái gọi là gói thất bảo thì, thì thường là nó có mấy thứ một, một tí lá vàng lá bạc một tí cái san hô hay một tí đá ngọc đấy người ta gọi là bảy bảy cái báu đấy nhưng thực ra thì nhiều chỗ họ bán không đủ đâu ở đây thầy nói là không có thất bảo cũng không sao sở dĩ tại sao người xưa là cho thất bảo hay cho tí vàng vào là để cho bát hương bảo nó linh thiêng. Thực ra thì không phải là cho vàng vào mà nó linh thiêng. Vì cho tí một tí vàng vào đấy mọi người thấy quý báu. Vì quý thì cho nên ta kính trọng, ta tôn kính, quý cho nên kính, vì kính cho nên thành, vì thành cho nên ứng, là cho nên gọi là thiêng. Đại chúng hiểu chưa? Cho nên bây giờ ta đủ cái tâm thành kính rồi thì chẳng có vàng ta vẫn vẫn linh thiêng như thường, nhé nên cái này thì thầy nói là tùy nếu muốn uh, cho thất bảo thì cho thất bảo không cho cũng không sao thầy đi bốc bát hương cho nhiều gia đình phật tử thì chẳng cần thất bảo gì cả không cần thiết không nặng nề cái chuyện đấy nha thế rồi sau đó ta thỉnh ảnh phật hoặc tượng phật về ta trang trí ảnh tượng phật vào đúng vị trí ở trung tâm ban thờ treo ảnh phật thì lên cao một chút đặt, đặt tượng phật lên cao hơn vị trí bát hương một chút nhé nếu là bát hương thờ riêng phật đấy thì đương nhiên ta phải bao giờ cũng phải đặt bát hương phật và ảnh phật tượng phật ở vị trí trung tâm rồi Đó. rồi ta sắm thêm vào bình bông này đĩa quả này ly nước Đó. rồi cây đèn à, trên một ban thờ thường là có như thế hoa quả nước lửa tức là đèn để chiếu sáng những cái đấy nó có những cái ý nghĩa thôi còn nếu chẳng có điều kiện không sắm đủ cũng không sao Nghe không? Đấy. thế sau khi mà an trí xong rồi đó, thì chúng ta làm lễ làm lễ thì chúng ta à, có thanh bông hoa quả mình gọi là hương đăng trà quả thực à, nước thanh thủy để dâng lên cúng giường chay tịnh ta làm cơm chay để cúng khi cúng khấn ta khấn bình thường nếu có bài cúng khấn chùa thì có bài hướng dẫn bài cúng khấn đấy không thì ta khấn nôm na đề tử con tên là gì pháp danh là gì con đã quy tam bảo nay con kính ngưỡng tam bảo con xin được cung thỉnh tôn tượng kim thân đức phật hay đức bồ tát hay là ảnh đức phật đức bồ tát về thờ tại gia chung con kính thỉnh chư phật bồ tát dáng đàn chứng minh mà hộ trì cho con Để trong khi con tu tập con học kinh pháp con được mau hiểu con tu tập được đúng như lời phật dạy Đấy, chúng con làm cơm thành kính cúng dường bạch lên thỉnh chư phật bồ tát thánh hiền giáng đàn chứng minh nạp thọ nôm na thế thôi tất nhiên thì không phật thánh nào về đấy ngồi ăn đâu các ngài chứng lòng thành cho chúng ta thôi nhé đấy thì đấy là cái cách mà chúng ta thỉnh phật thờ thế sau khi mà xong rồi làm lễ thỉnh phật an vị thờ xong rồi đấy thì chúng ta giữ cho được đều đặn chịu khó À, hương khói đừng để hương lạnh khói tàn nếu chúng ta có điều kiện ở nhà mà để hương lạnh khói tàn là không được à, nên thường lên à, thắp hương rồi tùng kinh rồi lễ phật ta sám hối à, đó cái việc đó là việc nên làm rồi bao sái ban thờ cho sạch sẽ trang nghiêm không phải đợi đến ngày hai ba tháng chạp mới được bao sái ban thờ mới được rút tỉa chân nhang cái đó là không đúng nha đấy thì cái việc mà thỉnh phật lập ban thờ rất đơn giản hôm nay thầy hướng dẫn qua buổi giảng này để cho tất cả các phật tử có thể làm được nhé thế tất nhiên ấy, thì chúng ta mà thỉnh chưa tăng đến thì rất là quý và chưa tăng đến thì là cái duyên lành cho mình cũng rất là quý rất tốt chứ không và thế còn nếu mà ở điều kiện như bạn tráng này ở xa không thể thỉnh chưa tăng đến được thì ta có thể tự làm bàn thờ vẫn được vẫn đầy đủ và chư phật vẫn chứng minh cho mình nhé